Con coi cái nào đẹp vậy vô đấy, không thì con xoay. Vậy đưa lại con cho tao xài coi. Mua tháng 3 2019 ba đi thăm nhà của Gia Bảo với lại Phương Nguyên, chung cư City Home nhà có ba cái ly và uống người này xong. Gia Quy cuối cùng anh cũng làm cái giọng cứ kêu ban đây nha. Ừ. Đúng rồi, đây cũng là lên cũng hay á. Đó. Cái là có những ban này người một ngày á. Sao? Ừ. Dạ, mới chắc là tính mấy người lớn tuổi đó. Cuối cùng nhà làm rồi tới nhà tên gia là mời lão hàng tới á. Có ra chắc lại đây là nhà Bảo, có gì đây qua đây có cái máy lạnh khổng lồ, máy giặt, bếp từ. Bedroom, phòng kho, phòng ngủ. Bởi vậy bữa đó anh Đức hỏi thêm có cần Đức chạy về coi nhà không, cái thêm đó thôi để em ở nhà. Nhân dịp qua mấy em rồi đó. Thì bà ăn ăn bữa chút xíu ăn xong rồi gọt buổi trưa. Cười. Vui quá, cháu nội quá giỏi ha. Hồi thời mình là đâu có nhà riêng nổi. À, bây giờ tụi này nó hay thiệt á. Ừ. Rồi.